Hello anh em đã quay lại với tập 3 của cái vlog Đà Lạt 2020 ha. Thì tập này sẽ là cái vlog mà nghỉ ngơi, hồi sức và đi ăn, đi uống. Khi mà check in villa thì anh em sẽ việc đầu tiên làm sẽ là rửa xe như thế này đây. Đây là cái việc làm rất là cần thiết với những anh em đi tour bằng xe máy ha. Nó tạo cho mình cái cảm giác rất là sảng khoái và fresh nha anh em. Khi rửa xe xong thì anh em mình mới bắt đầu đi lấy đồ, ra phương trang đi lấy đồ rồi đi ăn. Mặc dù mệt nhưng mà anh em mình vẫn không quên giỡn nhau nha. Nhận biết người miền Tây ở Đà Lạt nha. Chịu nhổ anh. Chịu đánh lương nhổ. Anh người miền Tây hả anh? Không, mình người miền Bắc. Anh người miền gì? Chung cái xe nó nhỏ rồi trời. Quật non. Anh em mập Meda có một cái đặc điểm rất là dễ nhận dạng là mệt cái là giỡn à. Nào vậy nè. Đây. Mệt là giỡn, mệt là giỡn. Ê, giống như tôi mang ập vô vậy ba. Trời, nó nằm cho mình gờ kìa. Nó đau không? Miệng lại đây. Không nói gì đâu. Nói gì đâu? Nói gì đâu? Nói lẹ đi. Phải nói xin lỗi. Đáng lẽ câu cuối cùng nó phải đáng giá với lụa đó. Rồi đi xe mùa à? Đá chắc đối tượng, đá chắc đối tượng đấy. Không. Mình đang con mèo nha anh em, đang con mèo trong villa này. Vừa đã nó bị ngu, tại sao nó lại thích cái lông này nhờ? Trời ơi dính rồi, mới kiếm được. Mình có cái máy giặt luôn, rất là tiện luôn. Anh em gom vô, hả? Cái con mèo cho mình ra vậy? Mấy anh em nam gom giặt, mấy con nữ cũng giặt chưa nữa. Quá tiện luôn em, gọn vãi. Còn có mèo đen nữa anh? Mèo đen chởn rồi, 2 con luôn. Ôi vậy cho nó ra cho nó chơi đi. Vui nha, thôi vậy. Mở cửa lên cho chơi. Nhốt luôn nhiều lắm. Nhiều khi mình ở nhà mà mình cũng anh ở nhà mà nó đi vòng vòng mình cũng hơi ghê ghê ba. Lỡ nó ra ngoài nó mất cái mình. Sau một buổi sáng dưỡng sức và dưỡng sắp một lồn ở villa thì bây giờ bọn mình sẽ đi ăn và bắt đầu đi ra Phương Trang lấy đồ, bắt đầu những cuộc hành trình tiếp theo ha. Giờ anh em mới rửa xe xong, rửa xe thì có cái clip nãy cho anh em xem đó. Đây, giờ anh em tối lắm rồi, giờ anh em sẽ đi nha. Giờ nguyên đám đi dạo vòng vòng hồ, đậu xăng, rồi cà phê Hoàng Dân nha. Đó là cái quán cà phê bản địa mà anh em mình rất thích uống khi mỗi khi đến Đà Lạt nha. Quán đó nó không có nhiều khách du lịch nhưng mà giá rất là ok. mới ngon, cực kỳ ngon, quan trọng là rất là ngon luôn. Hả? Phúc ơi, đừng mua đâu xa, ra Quảng Dân mua cà phê, ra Quảng Dân mua cà phê về pha. Anh nhìn đi, ai cũng có cặp chơi của em nha. Anh em Dân đua xe mà, nói gì? Trời ơi, bro. Dân miền Tây sao? Dân miền Tây sao? À, có cái đài ở cao tốc Liên Khương, không biết là em có muốn tham gia không? Cái gì? Đài kính không? Kính, anh em mình biết rồi. À, sau 2 chết nha. Ủa, đâu ấy? Em đi kiếm đài. Đúng á, tao cũng mới đang đi kiếm đài kính nè. Đài mở bể quá anh ơi. Bể hả? Dạ. Có mấy cái đài mới chị ngang được không? Ít ngang gờ đỏ 2020 á. Cái này là 450, nó có là 450, 550 anh em. Lấy 450 thôi, 2 cái. Đấy. Rồi, thấy đảo rồi. Rồi giờ bé Thịnh sẽ đảo Thịnh lên để anh em coi nha. Ôi, thật gần. Lần này là Thịnh được đi ăn đúng rồi. Chấm vô. Quốc. Đấy. Nếu mà thấy sao quá thì mình không lần về ẩm thực, nhưng mà mình ăn coi là nó cuốn, thấy không? Thấy nè, nè. Mềm. Đó. Bạn bên kia nhớ giữ mấy gói bột nêm lại nấu xài. Rồi bởi vì em đang thiếu 115 tiền tiền hàng. Oh yeah, rồi, quá đã. Bếp cũng ăn luôn rồi. Rồi tới bé đi. Diễn nào? Trời, trời cái nhánh nó hấp dẫn vậy? Đã. Quốc. Trời ơi. Liều. Cho em ăn ăn không? Đang anh nào Quốc nào tới đăng nào? Quốc. Wow. Ui dồi. Chắc chơi lắm cái nhà ơi. Rồi tới bé Khoa. Quốc. Ủa, ớt gì vậy? Mà chảy nước miếng luôn không? Luôn á, mì. Bơi nữa nè. Sao mình quay hoài mà mình không ăn ta? Sao khứa này chấm ớt mà nó không chấm chao ta? Nó còn chấm chao thật sự luôn. Chấm ớt với lại muối gì nè. Anh nhanh quá à, anh không kịp. Và đây là cục to nhất ngày hôm nay, tại vì nó có cục xương bự và canh rất là đã. Cục này nè, mời anh em một nén không. Ê, anh em thấy chấm miếng không? Nét tượng của mì nha. Em mình ăn mì, mình ăn tới nè, vô nè. Ok anh em, bọn mình đang đến Phương Trang để lấy đồ đây. Bây giờ sẽ lấy những cái món mà ship từ Cần Thơ lên. Đồ đạc, quần áo, vật dụng cá nhân. Rồi ship, mình trở về villa rồi mình mới bắt đầu đi ăn, kim bơ, uống cà phê. Anh em đây cũng đang gần đồ này. Gần đồ một phát. Gần được không? Không đâu. Này quay lên gần chưa? Dạ. Quay đi. Ghê vậy phá. Rồi mua phùng. Phê vậy. Ôi nhờ Khoa giờ chiếc quay cho anh vô chứ nha. À vô rồi, giờ xe cho mấy người khác vô luôn em. Ủa giờ vô dùm anh nè. nặng nha. Cũng xanh xanh gì? À, một atiso đúng không? Đều quá đông vải liền đúng không? Ủa tối nay mới đã nè, đang mua phùng nữa. Trời ơi, sướng vãi luôn. Đây là quán cà phê Hoàng Dân nè anh em. Đây là chỗ mà tụi mình hay uống cà phê rất là ngon. Yeah. Tiệm này ghiền cà phê lắm. Cà phê ngon là không phải thiếu. Ok. Nhiều cỡ nha. Hoàng Thi là chủ của cửa hàng tiện lợi gỏi cuốn nổi tiếng nhất Cần Thơ. Nổi tiếng nhất Cần Thơ. Mỹ Hoàng ở Nguyễn Nhật Hồng. Cà phê bia dưới trời. Mấy đứa nó mập mặt ngọc dưới trời. Này, này gửi đôi bộ. Cười canh chạy. Đưa hình cười không? Em xin. Ok. Ủa quay hả? Ờ quay. Cái máy kia mới chụp á. Hello mọi người, trời mưa. Chúng ta đang đi mua chuối chiên thì khoai chiên ở đây để mình giới thiệu đôi chút về cái ở đây chuối nó ngắn hơn khoai. Bánh chuối chiên ở Đà Lạt nó cũng không có khác gì Cần Thơ chứ, nhưng mà tại nó làm ở Đà Lạt em à. Cái nào chuối cái nào khoai, anh hỏi em cái nào chuối cái nào khoai. Giờ anh hỏi em cái nào chuối nào khoai. Ông cũng muốn nói lắm rồi. Chắc chưa em, chắc chưa không? Trời ơi sao chị gật đầu chứ dạ? Tôi trước nó không, cái nào cũng 9.000. Cái cục này là cục gì chị? Cục này là trái bắp để gieo thêm 2 chuối. Rồi em từ từ nghe để chị lấy trên này chứ không. Anh chuối dữ à? Cho ăn. Thì em nói anh chuối. Dạ thôi, chuối được thôi. Dạ. Ủa này là gì chị? Bên đó là trái bắp, ở dưới Sài Gòn mấy đứa ăn khoai mì đúng không? Cái này là bằng trái bắp. Bằng bánh canh chứ. Đó mà sau một thời gian dài chờ đợi thì cuối cùng tôi cũng có thể mua được 2 trái chuối và 1 trái khoai. Đây mọi người thấy là rất là khác với Cần Thơ luôn, rất khác luôn. Chuối nó ngắn hơn. Tết giờ các bạn. Mình đang đi siêu thị để mua đồ ăn cho tối nay và tối mai. Thì tối nay là dự kiến là sẽ BBQ tại villa, xong vườn villa, còn tối mai thì mình sẽ đi camping. Camping thì mọi hy vọng mọi chuyện tốt đẹp. Giờ anh em đang mua gia vị. Anh em biết sao mà lựa anh em biết sao mà lựa lâu không? Đó. Anh không có mua gia vị ướp sẵn không? Người ta làm sẵn luôn. Mua luôn em. Uống luôn đi, anh quay phim thôi. Somewhere. It's not been here. I find over there and over. Hey. Can you ask somebody? Ở đây không có nói chuyện với ngoại quốc nha. Ask someone. Hey, what? Ủa nhưng mà mình chưa có mua cái cục thịt nào luôn á. Nope. Cái gì? Mấy miếng ba chỉ cắt ra sẵn rồi á, 1 ly 2 ly. Khoa nó nói có thịt ba chỉ cắt gì kìa. Khoa với Lý Anh nói có thịt ba chỉ cắt đó, dẫn mọi người qua đi. Nè, dẫn mọi người qua, dẫn mọi người qua. Mọi người theo tôi nha. Follow him, follow him. Look at this dude. Wait till you see the. No 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 no. Rồi ai uống ai nhịn. 12 hộp, 12 người. 12 lốc. Một người uống 1 lốc. Easy. Cuối cùng. Finally, we got it. I am a winner. Chuyện nhau không? Và đây là cảnh người đang tại uống nước ngọt không có nước đá khô của họng. Dạ con có. Yeah. Dạ. Để uống nước ngọt thôi chứ mấy kia mình hơi khó khăn. 5 bịch là đủ. Cảm ơn cô nha. Mình mới mua 2 bịch than và 1 bịch đá để mai uống. Để mai với tối nay uống để camping BBQ được các thứ nè anh em. Giờ chỗ phải nói là chỗ đá bán ở Đà Lạt thật sự là rất là hiếm. Em ơi. Giữa một cái trời lạnh 10 mấy độ mà anh trai này rửa cái vỉ để hồi mình nướng đồ ăn nè, quá đẹp luôn. Một hành động rất là đẹp và một cái cử tuyệt vời, nhân văn. Ủa sao hôm nay nó nói chuyện rồi ông đi đâu? Lên tới Đà Lạt mà vẫn làm việc nè. Đây là Thịnh và Đăng đây chụp Thịnh chụp ảnh đỉnh nhất Cần Thơ. Đây là cái villa của tụi mình, cảnh về đêm. Còn đây là cái view ở phía đó là cái đầu cái hung lũng. Anh đang chụp gì đây? Xin giới thiệu các bạn, đây là cái view ở cái villa của bọn mình. Bước ra được 10 bước chân là cái view như thế này đây. Ở dưới là nguyên một cái hung lũng. Có một cái góc đường khá đẹp. Anh em đang set up xe, đèn xe để chụp. Tại nay không có đem theo đèn wifi rồi. Hả? Quá trời đẹp. Sao? Nghệ thuật nè. Là thấy chứ đâu. Đều đằng trước đằng sau. Đủ mé xịn luôn. Ghê bạn. Xịn. Đẹp quá bạn ơi. Đây là một cái view thật sự là nó trên cái mức hoàn hảo với mình. Chụp điện thoại không cũng thấy đẹp luôn á anh em. Xa ra đổi hình ơi, gắt lắm rồi. Bên nào? Ông bơ. Ông gọi hả? Hỏi vậy? Hôm nay vừa lần qua. Ông gọi hả? Hỏi ai ông gọi hả? Ô nhiều quá vậy? Đây là công thức rượu do tự mình sáng tác ra, giờ mình chưa thử lần nào hết, lần này là lần đầu tiên. Dữ dằn. Như là cỏ lau, bỏ tiền bỏ bạc chứ không bỏ nhau. Anh sẽ nói cho em nghe những cái mà. Khoan, để bỏ. Thịnh đỉnh làm sao mà. Chùm. Đúng ra từ đó vậy. Đom đèn vô vậy. Thấy không? Để một cái lớp giấy bạc lên thấy bí ẩn liền. Có lòng giấy thở nữa rồi. Không mà lần đầu coi giờ lần tiên trong người rồi nói chuyện ra khói luôn á, khiếp vậy, ghê thiệt, ra khói luôn, bóp bóp rồi, sẽ là ăn bột nó dành chỗ anh nè. Mình cởi áo hồi cái nó bắt đầu thấy cơ thể nó hít nghi ba, cái nó hết lạnh. Cái đó là mình bệnh. Cái mai mình ở nhà. Rồi chúc mừng cho chuyến đi tốt đẹp. Và kết thúc ở đây nha, anh em có thấy hay thì hãy like và subscribe kênh ha. Và chuẩn bị ra tập 4 Đà Lạt nha anh em ơi. Sau đây thì sẽ có một clip hậu trường, nếu mà anh em cảm thấy thích thì có thể theo dõi thêm nha. Ai tí ba lông rồi, đang vô tí ba lông coi. Đấy, đừng có giật tới vậy. Dính chân ơi, dính chân ơi, anh dính chân ơi. Nắm cái chân này kéo lên. Đang từ từ. Đây có ướt không vậy? Không. Cho em xin cái miếng lớp đó. Rồi kéo bật cái đó lên luôn không? Bật cái đó lên luôn. Rồi, cái gì xin. Ở đây gạt rồi nè. Ok là trời. Ông bồn cồn. Hello anh em, bây giờ đang là 12 giờ đêm và đã có một người gãy gánh. Thì cho anh em biết là đây là ai nha. Đây là Trung Quân, em của mình. Quảng dân Trung Quân. Đúng rồi. Em ấy bị vodka với lại Việt Cam Hành. Và bây giờ em ấy đã bộc lộ tâm sự là nhớ anh em nhiều lắm. Giờ phải cho nấu nước nóng mới được. Phút giờ phải lấy nước nóng đi. Lấy nước ấm thôi, đừng lấy nước sôi. Nước sôi nước nóng đi uống. Đầu góng lớn lên nè. Lạnh. Lạnh lắm. Tại vì anh mới làm nước ấm á, phải mặc áo vô cho nó liền. Rồi, cho xin cái áo của Rồi đưa hai tay lên, đưa tập hay dục buổi sáng nè, bài hay dục buổi sáng. 1, 2, 3 chấm cái đầu lại, chấm cái đầu. Rồi anh Long ở đầu trên đi. Rồi lên. Rồi anh em lên.